Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Trà Vinh vẫn đảm bảo nguồn nước ngọt khi tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp. Tham quan địa đạo Củ Chi vào ban đêm, khám phá tour du lịch đầy kịch tính mới lạ. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình thi công sân bay Long Thành. Vòng loại World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chân trước tuyển Indonesia. Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra sáng qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện với mục tiêu phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long thông qua sự hỗ trợ đồng hành của chính phủ Hà Lan và các doanh nghiệp nước này. 18 thỏa thuận được ký kết giữa các doanh nghiệp Hà Lan và Đồng bằng sông Cửu Long thuộc nhiều lĩnh vực với mục tiêu phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững khu vực này. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam nhưng lại dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu và nhiều thách thức về sự phát triển. Đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng sẽ được đồng hành, hỗ trợ từ chính phủ và các doanh nghiệp Hà Lan để giải quyết những khó khăn đặt ra, tăng giá trị cho sản phẩm xuất khẩu cũng như nâng cao đời sống cho người dân. Giúp đỡ Việt Nam về cái vấn đề sự phát triển bền vững của đồng sông Cửu Long, để ý đến cái thiên nhiên tự nhiên và bảo vệ môi trường và có cái giá trị sản phẩm tốt hơn, tạo công việc làm tốt cho người địa phương. Từ sự cam kết của chính phủ Hà Lan, sự bắt tay của các doanh nghiệp hai bên, đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Năm nay, tỉnh Trà Vinh vừa trải qua một đợt cao điểm hạn mặn trong mùa khô. Tuy tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, nguồn nước ngọt vẫn đảm bảo đủ phục vụ dân sinh và toàn bộ diện tích lúa nằm trong quy hoạch sản xuất của tỉnh. Ngay từ đầu tháng 3, xâm nhập mặn đã vào sâu trên các nhánh sông Hậu và Cổ Chiên. Toàn bộ 50 cống đầu mối trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được đóng triệt để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Nước ngọt trữ trong các kênh được các hệ thống trạm bơm phân bổ cho các diện tích sản xuất nông nghiệp. Cả ấp thì theo bản thân tôi thấy là nước nôi đầy đủ. Nói chung là bị gì cỡ này thì lúa đỏ đuôi vậy rồi là nước mà còn như thế này thì rất là tốt. Năm nay thì thấy nó có năng suất hơn, chắc hơn năm rồi, tầm có tấn gì đó, 1-2 khoảng 7 tấn. Năm rồi 6 tấn rưỡi, năm nay thấy lượng lúa thì nó đạt hơn năm rồi, chắc hơn năm rồi nữa. Đối với các khu vực không đảm bảo nguồn nước, ngành nông nghiệp khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng. Trà Vinh là một trong những tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh bị thiếu nước tưới. Những ngày này đang là cao điểm của mùa khô. Tại huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, hầu hết các con kênh đã cạn khô, nhiều vùng nông thôn đang thiếu nước ngọt trầm trọng. Và để giúp cho người dân bớt khó khăn, chính quyền địa phương đã thi công đường ống dẫn nước, lắp 40 vòi nước sạch tại các nơi công cộng cho người dân sử dụng miễn phí. Giữa trưa, anh Dương Anh Phụng, ngụ ở xã Kiểm Phước, huyện Gò Công Đông, chạy xe lôi chở theo 10 chiếc can nhựa loại 30 lít đến vòi nước công cộng gần nhà, hứng đầy, trở về cho gia đình nấu ăn, tắm giặt. Giờ nước kinh nó cạn quá, giờ nó bị ô nhiễm, giờ cũng không lóng được gì. Nói chung là giờ cũng để dành thứ đầu bậy bạ thôi, chứ ngoài ra sinh hoạt tắm rửa giặt giũ hay gì đó mình làm cũng không được. Đối diện bên kia kênh láng, gia đình ông Đỗ Hữu Phước trước giờ cũng sử dụng nước kênh để dùng cho sinh hoạt. Tuy nhiên thời gian gần đây nước mặn xâm nhập, nước kênh ô nhiễm nên không thể bơm lên sử dụng. Các bể chứa nước của gia đình ông cạn khô. Đó cũng là thực trạng chung của khoảng 3.000 hộ dân vùng ven biển tỉnh Tiền Giang hiện nay. Hiện, ngoài 40 vòi nước sạch đã lắp, các địa phương đang khẩn trương lắp đặt thêm 50 vòi nước để đưa nước sạch đến gần dân nhất, không để hộ nào phải khát nước sạch trong mùa khô này. Tham quan địa đạo Củ Chi vào ban đêm, đó là một tour du lịch đầy kịch tính mới lạ vừa được khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi chính thức mở bán vé tham quan. Hoạt động tour đêm trăng chiến khu đưa du khách trải qua những cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, gây cấn đến sự tự hào về tinh thần đấu tranh của người dân Củ Chi trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Chuyến tham quan tái hiện bối cảnh của ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng giai đoạn 1961-1964. Du khách được xem sa bàn và phim mô phỏng 3D, cảnh đánh bại trận càn Cedar của quân đội Mỹ và vùng tam giác sắc Củ Chi, và du ngoạn các quan cảnh được tái hiện trong đêm trăng sáng, như cảnh người dân đào địa đạo,
cảnh thanh niên hăng hái đăng ký tham gia tổng quân đánh giặc, cảnh những thanh niên họ đối đáp trên đồng ruộng, cảnh họp chợ vào ban đêm đầy nhộn nhịp. Du khách có dịp thưởng thức các món đặc sản dân dã của địa phương như khoai mì hấp nước cốt dừa, đậu phộng rang, cháo gà. Mỗi hoạt cảnh diễn ra được đan xen các tiếng bom, tiếng pháo, tiếng máy bay tuần tiễu, góp phần làm cho du khách cảm thấy gay cấn, hồi hộp khi tham gia vào hành trình. Mỗi tour sẽ diễn ra gần 3 giờ đồng hồ, mỗi lượt tham quan sẽ giới hạn khoảng 200 khách, với giá vé 399.000 đồng một khách. Trong phần sau, bắt tạm giam nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng Đại An. Xe đầu kéo lật ngang tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, giao thông gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng bụi phát tán trong quá trình thi công sân bay Long Thành, ngày 21 tháng 3, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV cho biết các đơn vị liên quan đang nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm. Bước vào mùa khô, các đơn vị đang sử dụng 35 xe chuyên dụng tưới nước trên công trường với tần suất 5 lần một ngày. ACV cũng tăng cường giám sát, đảm bảo các phương tiện chỉ di chuyển trên các tuyến đường công vụ, tuyệt đối không băng qua các khu đất trống. Cấm biển báo, yêu cầu xe chạy đúng tốc độ cho phép. Những trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động trên công trường. ACV đã chỉ đạo các nhà thầu thực hiện ngay việc trồng cỏ để chống bụi, chống trôi tại khu vực hơn 700 hectare dự trữ đất dồi dư, xây dựng hệ thống trạm rửa xe nhằm đảm bảo phương tiện ra vào được rửa trôi bùn đất. Tình trạng bụi tại sân bay Long Thành, ngoài hoạt động thi công, còn có nguyên nhân khách quan là công trường rộng lớn. Những tháng qua nắng gắt, thường xuyên xuất hiện gió lớn, lốc xoáy. Trong khi đó, hàng ngàn hecta đất tại sân bay đã bốc hết tầng phủ, không có lớp thảm thực vật che chắn. Do đặc thù đất tơi nên chỉ cần có gió là hình thành bụi, phát tán ra xa. Ngày 21 tháng 3, Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung, 42 tuổi và Tăng Văn Vũ, 43 tuổi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng Đại An và nhân viên Quỹ Tín dụng Đại An. Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 9 tháng 8 năm 2017 đến ngày 7 tháng 9 năm 2017, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng Đại An, Nhan Thành Trung đã lợi dụng quyền hạn nhờ cán bộ tín dụng lấy thông tin khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản. Sau đó, Trung giả chữ ký của những người này ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên Quỹ Tín dụng Đại An tin tưởng giải ngân, rồi chiếm đoạt hơn 873 triệu đồng. Tương tự, trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 1 năm 2015 đến ngày 18 tháng 12 năm 2017, Tăng Văn Vũ là cán bộ thuộc Quỹ Tín dụng Đại An. Vũ đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công để thực hiện hành vi lấy thông tin 18 khách hàng, lập 46 hợp đồng tín dụng giả, từ đó chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Bình Dương ngày 21 tháng 3 cho biết đã phối hợp Công an thành phố Thuận An triệt xóa một điểm hoạt động mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Kim Phúc cùng đồng bọn thực hiện. Công an thành phố Thuận An đã tạm giữ Nguyễn Kim Phúc, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tỉnh Hà Tĩnh, cùng 7 đồng phạm về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra căn nhà số 203/16, đường N2 thuộc khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An và căn nhà do Nguyễn Kim Phúc thuê ở, phát hiện 11 đối tượng đang có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 19,5 gam ma túy các loại và nhiều tang vật khác. Qua làm việc ban đầu xác định, số ma túy trên là của đối tượng Nguyễn Kim Phúc mua về để bán và tổ chức cho các đối tượng sử dụng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 3, một thanh niên trèo tường đột nhập vào một quán cà phê trên đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi tên trộm vừa leo tới lầu 2, thì chủ nhà nhìn qua màn hình camera phát hiện, liền xách dao xông tới dọa tên trộm. Tên trộm liền bỏ chạy ra phía ban công rồi nhảy xuống đường và rời đi sau khi bị thương ở chân. Chị N, chủ quán cà phê cho hay, người đàn ông cầm dao trong clip là chồng mình, mục đích là chỉ để hù tên trộm. Mặc dù có thể bắt được tên trộm vì người này bị thương sau khi nhảy lầu, nhưng chồng chị không đuổi theo.
Trưa ngày 21 tháng 3, một xe đầu kéo đã gặp sự cố lật ngang tại nút giao Thân Cửu Nghĩa giữa hai đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Theo người dân tại hiện trường, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 21 tháng 3, xe đầu kéo mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông từ đường tỉnh lộ 878, huyện Tân Phước đi lên cầu vượt. Trong lúc xe xuống cầu vượt và đi vào đường cong tại nút giao, thì chiếc xe bất ngờ bị mất kiểm soát rồi lật ngang xuống đường, đè sập đoạn dải ta luy và làm đổ ngã trụ đèn chiếu sáng. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện và tài sản bị hư hỏng. Ngoài ra, dầu nhớt trên xe đổ tràn xuống mặt đường, làm hàng loạt phương tiện đi qua hết sức khó khăn. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận kịp thời có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Thế giới có gì là nội dung chính trong phần tiếp theo? Phát triển hệ thống thu giữ carbon mới cho các tàu chở hàng, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Pháp đưa nhiều giải pháp sản xuất nấm hữu cơ cạnh tranh với các nước trong khu vực. Thưa quý vị, một công ty khởi nghiệp tại Anh vừa phát triển thành công hệ thống thu giữ carbon mới cho các tàu chở hàng, có khả năng giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành hàng hải lên môi trường. Theo đó, hệ thống tinh gọn này giúp tiết kiệm được nhiều chi phí xử lý khí thải hơn. Hệ thống này do công ty Seabow phát triển. Nó có kích thước nhỏ hơn các thùng container, do đó có thể đặt vừa trên boong tàu của nhiều loại tàu chở hàng. Cơ chế hoạt động của hệ thống này là dẫn các khí thải từ động cơ của các con tàu qua một buồng chứa đặc biệt. Những buồng chứa này được chất đầy vòi sống. Khí CO2 sẽ phản ứng với vòi sống tạo ra đá vôi. Số lượng đá vôi này sau đó sẽ được bán đi hoặc tái sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng. Khác với các phương tiện đường bộ, các tàu chở hàng hiện nay trên thế giới không tương thích với các loại nhiên liệu sạch. Việc mua các loại tàu mới cũng tốn kém. Do đó, việc phát triển các hệ thống thu giữ CO2 là phương pháp tối ưu. Hệ thống này đã được thử nghiệm trên một tàu chở hàng 40.000 tấn. Kết quả cho thấy, hệ thống có thể thu được 80% lượng khí carbon và 90% lượng khí sulfur dioxide mà tàu này thải ra. Seabow cho biết, họ đang nghiên cứu một hệ thống có năng suất cao hơn, có khả năng thu được hơn 50 tấn CO2 mỗi ngày, với hiệu suất trên 90%. Số lượng và chất lượng hoa bia thành phần chính trong hầu hết các loại bia đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng nóng lên toàn cầu. Một dự án trồng hoa bia trong nhà đảm bảo các điều kiện canh tác cho loài thực vật này đang được triển khai ở phía bắc Tây Ban Nha. Dù bên ngoài trời lạnh cóng, nhưng nhiệt độ bên trong trang trại hoa bia này luôn ôn hòa nhờ những ngọn đèn LED giúp cây ra hoa như thể đang là cuối tháng 8. Đây là trang trại của công ty Econoke, rộng 1.200m². Hoa bia, loại hoa có axit alpha giúp tạo vị đắng cho bia, được trồng không cần đất. Cây được cung cấp dinh dưỡng thông qua một chu trình khép kín cho phép tái sử dụng liên tục lượng nước giàu chất dinh dưỡng mà không cần thuốc trừ sâu. Theo các chuyên gia, nhiệt độ tăng cao và hạn hán do hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm sản lượng hoa bia ngày càng xuống thấp, cũng như chất lượng giảm xuống ở châu Âu. Trong một công bố gần đây trên tạp chí Nature Communications, họ dự đoán năng suất sẽ giảm gần 20% và hàm lượng axit alpha giảm 30% vào năm 2050. Với dự án của Econoke, họ có thể thu hoạch hoa bia chất lượng sau mỗi 3 tháng. Công ty có kế hoạch sản xuất quy mô lớn trên cơ sở rộng 12.000m² vào cuối năm 2025. Trong khi đó, ngành trồng nấm ở Pháp cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc trong bóng tối của một mỏ đá cũ hay dưới ánh đèn neon của một nhà chứa máy bay cực kỳ hiện đại. Hàng triệu cây nấm sinh trưởng tươi tốt giúp thu về hàng tấn sản phẩm chất lượng. Những giải pháp canh tác này đã và đang hỗ trợ cho các nhà vườn và doanh nghiệp tăng sản lượng nấm phục vụ thị trường trong nước. Nhiệt độ ổn định và độ ẩm không đổi. Những loại nấm này được trồng sâu vài mét dưới lòng đất, ở một mỏ đá bỏ hoang. Trong mê cung rộng 20 hectare này, công ty Lo Song Pi Bio đã thu hoạch nấm hữu cơ, nấm sò và nấm hương từ năm 2022. Khách hàng ngán ăn nấm bị úng nước, mất vị, khi nấu không giữ được, không dính vào nhau. Khách hàng cần những sản phẩm chất lượng. Lo Rang Di Song hái 200kg nấm hữu cơ mỗi tuần, quanh năm và bán trực tiếp. Để duy trì sự cạnh tranh với các loại nấm nhập khẩu, công ty Cabernet AC đã đầu tư 15 triệu euro vào 12 phòng canh tác hiện đại
giúp tăng gấp đôi năng suất. Người hái nấm đứng trong các thùng di động, đặt nấm lên băng chuyền, không cần thùng nặng để di chuyển. Công ty này sản xuất 45 tấn nấm mỗi tuần cho thị trường nội địa, tạo ra doanh thu hàng năm 8 triệu euro. Nhờ những hướng đi mới này, theo Tổng Thư ký của Hiệp hội Nấm Đa ngành Quốc gia, sản lượng nấm tươi trên toàn nước Pháp đã tăng trở lại, đạt khoảng 40.000 tấn một năm. Hòn đảo St. Helens, lãnh thổ hải ngoại của Anh, không chỉ nổi tiếng vì là nơi lưu vong của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte, mà còn thu hút du khách vì sự có mặt của cụ rùa Jonathan, 192 tuổi. Jonathan nắm hai vị trí trong sách kỷ lục Guinness thế giới, động vật trên cạn sống lâu nhất và con rùa già nhất. Khách du lịch từ khắp nơi đến để chụp ảnh con vật bò sát huyền thoại, dạo chơi trong dinh thự của người đứng đầu hòn đảo. Nó cũng đã tiếp đón khá nhiều khách VIP, mà gần đây nhất là các thành viên Hoàng gia Anh. Voi cũng cần được làm móng. Những chú voi ở sở thú Cologne của Đức được đào tạo để chì chân cho nhân viên chăm sóc móng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình huấn luyện chăm sóc sức khỏe cho loài vật to lớn này. Chú voi Mala tỏ ra rất thoải mái khi đứng trong chuồng và chì chân ra cho nhân viên sở thú mài móng. Nó đã quen với hoạt động này. Những con voi được chúng tôi dạy chì chân ra hoặc vẫn tay lên, đổi lại chúng sẽ được thưởng. Những lúc như thế này, chúng tôi có thể lại gần chúng và mài móng cho chúng. Việc huấn luyện này còn giúp chúng tôi chăm sóc y tế khi cần lấy máu của chúng. Mỗi ngày, bầy voi tự do sinh hoạt trong khu nuôi voi 22 tiếng đồng hồ. 2 tiếng còn lại là để tham gia huấn luyện chăm sóc sức khỏe với các nhân viên sở thú. Hiện sở thú Cologne đang nuôi 10 con voi. Khu công viên voi của họ là một trong những khu nuôi voi lớn nhất châu Âu, rộng hơn 2 hectare. Thể thao cùng thông tin cập nhật. Diễn biến các trận đấu vòng loại World Cup châu Á bảng B và bảng C. Điều tra nguyên nhân tử vong của một thợ đào giếng nghi do bị điện giật. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú vào chiều tối qua tiếp tục tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một thợ đào giếng nghi do bị điện giật. Trước đó, chiều cùng ngày, anh Lê Văn Cảnh, 49 tuổi, cùng anh Trần Văn Hiệp, 39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước, đến đào giếng thuê tại huyện Đồng Phú. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, trong lúc anh Hiệp đang ở dưới giếng sử dụng một số thiết bị điện trong thi công, thì máy tời đất trên mặt đất bị ngắt điện, đồng thời mất liên lạc với anh Hiệp. Nghi ngờ anh Hiệp bị điện giật tử vong, nên anh Cảnh gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước điều động phương tiện chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, đưa anh Hiệp lên trên, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.